Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình. Mình là Taro Mê Anime. Ok anh em ha. Hôm nay á, thì nhân dịp là game Counter Strike mới ra vị tướng mới anh em ơi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi cũng chưa ra clip anh em ơi. Ây da, cũng khoảng thời gian cũng không ngắn cũng không dài anh em à. Ok, thì nhân dịp là game vừa mới ra mắt vị tướng mới. Đó chính vị tướng là Ekaklisa. Ekaklisa, tôi không biết đọc vị tướng này. Sorry anh em, vị tướng này hơi khó đọc một xíu. Nhưng là một vị tướng mới thì chắc chắn là anh em biết rồi. Phải roll thôi anh em ơi. Let's go. Ok anh em ha. Thì nhân dịp này mình cũng sẽ review luôn cả bộ skin của vị tướng Rosalia anh em à. Đó, ok. Nhưng mà trước mắt là gì? Chúng ta sẽ cùng quay vị tướng này. Vị tướng Escalia. Vị tướng Awaken. Bị tướng Awaken mà mang thiên hướng là tướng phòng vệ nha anh em. Let's go. Ok anh em ha. Thì tôi sẽ cùng bắt đầu roll vị tướng này thôi anh em ơi. Nhưng mà trước mắt á, thì chúng ta phải roll free thôi anh em ạ. Hay là cái công đoạn roll free nó quan trọng lắm. Để mình biết mình có may mắn không. Ok, tím điểm tìm sim à. Cũng không sao hết. Ok, thì nói chung là những nhân vật này hầu như mình đều có hết rồi. Nên ở cái giai đoạn cuối game như vậy của mình nè, thì hầu như là mình đều là roll theo kiểu là gọi là là có tướng mới thì mình roll thôi anh em ơi. Chứ kiểu như nó không còn là đây nè, đây chính là vị tướng Rosalia. Và mình lát nữa mình sẽ review skin của bộ vị tướng nha anh em. Ok anh em ha. Rồi, bây giờ mình sẽ roll vị tướng này thôi anh em ơi. Let's go, phát X10 đầu tiên nào. Thì nói chung là chơi lâu thì anh em sẽ có một cái giai đoạn như vậy thôi anh em à. Nhưng mà sao mà nó có hộp liền vậy. Oh my god. Oh my god. Suýt nữa là tưởng là highlight rồi. Trời ơi là trời. Có hộp là có tưởng là may mắn anh em ơi. Nhưng mà thôi không sao. Mới phát X10 đầu tiên mà. Ok, không sao cả. Ok, lính bắn tỉa con này cũng được. Con này lính thiết giáp nói chung mình cũng gọi là ok anh em à. Ok, không sao. It's good. Phát mừng lần tướng 20 nè. Let's go. Có hộp nữa. Đây nè. Ui da, sao hôm nay tôi may mắn quá vậy. Ây da, lại là vàng à. Không sao. It's okay. Sự may mắn luôn luôn tới anh em ơi. Mình luôn luôn may mắn anh em à. Phải tin tưởng cái sự may mắn của mình chứ. Let's go. Ok, Sigma. Ok. Đây là một trong những vị tướng cũng khá là ổn anh em à. Nếu như mà anh em chơi game thì anh em sẽ thấy là Sigma rất là ngon và là ok anh em ơi. Ok, không sao. Ok, lần thứ 30 nè. Lâu lắm rồi tôi cũng không quay thứ tỉnh anh em à. Nói chung là ok. Hộp nữa. Wow, đầu năm mới mà sao may mắn vậy ta. Năm mới nha anh em ơi. Ok, gì vàng nữa. Wow, năm mới là tôi lâu lắm rồi tôi không ra clip mà. Đúng là năm mới nó cho tôi rất nhiều sự may mắn anh em ơi. Nhưng mà nói chung là chưa nổ thì cũng hơi buồn nha. Ây da, các bạn này chưa nổ thì cũng hơi hồi hộp nha. Ok, let's go. Ok, cây quân. Ok, đây một trong những vị tướng đầu game nó cũng khá là ổn và đến bây giờ cũng sử dụng cũng rất là ngon. Dạ, nhưng mà hiện tại là meta nó ngày càng có nhiều vị tướng ngon hơn nữa và sử dụng rất là ok hơn, cho nên thành ra cây quân nó bị hơi lép vế một xíu thôi, nhưng mà thực sự là nó vẫn rất là mạnh anh em ạ. Ok, 40 nè. Let's go. 40. Dạ, 40 lần này thì không có gì nổi bật rồi. Cái này đó em thấy không có cái hộp chỗ này thì nó chỉ tím thôi. Tím đến trắng rồi anh em ạ. Ok, thì thường tím đến trắng này thì mình cũng không có gì nổi bật hết anh em ạ. Thì cũng chỉ là những vị tướng tím. Thì nói chung là những vị tướng tím cũng không phải là yếu nha. Ngay cả những vị tướng xanh thì cũng có những vị tướng xài được luôn á. Đó, ok anh em ha. Rồi. Tiếp tục nào, let's go. Ui da, sao lâu quá vậy ta, hồi hộp quá vậy. Ui da, sao giờ không nổ luôn anh em ơi. Quả này căng nha, quả này là căng rồi nha. Quả này là bắt đầu là hơi căng thẳng rồi đó. Căng thẳng nha. Ui da. Không sao, it's ok. 50 lần. 60 lần nè, thường 60 lần, 60 là hay nổ lắm. Nổ nè, nổ. Ây da, sao nó xui rồi đó, thấy nó xui rồi đó. Ây da, thấy nó xui rồi nha. Ok. Nói chung là anh em nếu anh em nào hứng thú á thì anh em có thể
comment phía dưới để mình sẽ làm những cái clip về, nói chung là thật ra cũng có rất nhiều content trên cái game này mà là có nhiều người khác họ đã làm rồi, và họ làm rất là chi tiết luôn anh em. Mình thì mình chỉ là một cái người chơi và muốn record là những cái khoảnh khắc mình gacha rồi quay game này nọ kia thôi. Lần này ra nha, lần này là ra nha, lần này có thể ra nha, lần này là có thể ra. Let's go anh em ơi, quá là easy anh em ơi. Yeah, let's go. Và đó là Escalia. Tôi không biết đọc từ này. Ok, let's go đi ơi, quá là tuyệt vời luôn. Ok, khá là may mắn. Chỉ khoảng tầm là oh my god, what the heck is this? Double, wow, không thể tin được. Wow, không thể tin được. Lần đầu tiên trái thanh lưng cỡ trong mì tô tiêu tiêu. Lần đầu tiên mì thanh lưng mấy tiêu. Cảm ơn tình yêu. Oh my god, lần đầu tiên trong tựa game Counter Sai sau khi một khoảng thời gian mà chơi 3 năm anh em à, đây là lần đầu tiên mình có được vị tướng, mình có được double vị tướng thức tỉnh anh em ơi. Không thể tin được. Oh my god, chính tôi còn không thể tin được điều đó xảy ra nữa mà anh em. Oh my god. Oh my god, thật sự là rất là bất ngờ luôn. Quá là ngạc nhiên luôn và rất là tuyệt vời với cái cảm xúc bây giờ mình rất là. Nói chung là anh em chơi game mà anh em được nhận được gấp đôi mà gấp 2, gấp 3 lần một vị tướng như nữa. Nói anh em vui dã man luôn anh em ơi. Oh my god, mình không tin được luôn anh em ơi. Wow. Nói chung là chơi game này thì bây giờ tới cái tầm này á, thì đa phần là nhiều anh em sẽ chơi theo kiểu trải nghiệm và mình cũng vậy. Nhưng mà có những cái trải nghiệm như vậy thì anh em thấy vui không? Vui dã man luôn anh em ơi. Và mình không có từ gì diễn tả được cái cảm xúc bây giờ nữa anh em ơi. Giống như lần đầu tiên trái thanh lùng của trong mì tôm tiêu tiêu. Lần đầu tiên mì thanh lùng mang theo cơm hứng tình yêu. Oh my god, bây giờ làm sao ta, bây giờ cảm xúc nó lẫn lộn và nó vui quá luôn anh em ơi. Gọi là mình cũng khá là ngạc nhiên luôn, không ngờ là cái lọc chuẩn bị là sắp tới là năm mới của mình, năm mới là năm là Tết âm lịch của Việt Nam mình nè. Đó, và rất là may mắn luôn, rất là cảm ơn game đã cho mình. Nói chung là thực sự là cái việc mà mình gắn bó với game này cũng khá là lâu rồi anh em ơi. Đó, thì game thì nói chung là nó cũng sẽ có ưu và nhược điểm, và cũng sẽ có bạn thích và cũng sẽ có bạn không. Nhưng mà với cá nhân mình á thì hơi tiếc là bởi vì là game á, nói chung là nó thật sự là rất là hay và hấp dẫn, có rất nhiều content để anh em chơi. Và đồng thời là gì, nó với những anh em OB đi, không phải là với mình á thì không phải có nghĩa là mình hết cái content để chơi, mà về căn bản á là tại mình lười. Nói thẳng một câu là có rất nhiều thứ để chơi mà mình rất là lười anh em à. Tại vì thứ nhất, tại sao mình lười mà mình còn gắn bó được với cái game này, tại vì đơn giản là nó hay thì mình gắn bó thôi đó. Còn nếu như mà nó không có sự cuốn hút và nó không có hay á thì mình đã nghỉ game này từ lâu rồi đó. Và đồng thời là gì, game á nó cho mình những cái trải nghiệm gọi là làm cho mình rất là quen, gọi là thuộc thể loại gọi là xếp tướng nè, rồi chiến thuật nè. Nói chung là game, mình nói thiệt với anh em là mình chơi rất nhiều game, hiện tại là mình đã chơi rất nhiều game vừa qua và mình chỉ có còn chơi lại hai tựa game đó, chính là tựa game Honkai Star Rail và thứ hai là tựa game Counter Strike này anh em à. Về căn bản là tùy mỗi người thôi, có người sẽ thích game này, có người thích game kia. Thì mình cũng khuyến khích anh em là nếu như anh em nào mà thích game gì thì mình nên mình cứ chơi, mình ủng hộ game thì chơi được gì, chơi được ủng hộ gì thì cứ ủng hộ. Nói chung là game thì mình chơi mà, đâu phải là mấy bạn đừng có nhìn theo những cái người khác họ nói là trời game này game rác, game này là game tùm lum tùm la hết. Anh em đừng có nhìn như vậy. Quan trọng á, mình có thích cái tựa game mình chơi không, mình có đam mê với nó không,
và nó có thực sự cuốn hút với mình không thì mình cứ chơi thôi. Chứ thực sự tôi nói thiệt anh em nha, có nhiều người chửi game này game rác, game này game tệ này, tới thì chả game nào rác hết đó. Khi mà một game mà nó có rất nhiều người chơi và có rất nhiều cộng đồng chơi game thì nó rất là ok. Nó cũng chả phải là game rác hay game dở gì hết nhưng mà đó, anh em thấy không? Mình chơi game theo kiểu là mình không toxic, mình chơi gọi là vui vẻ, và anh em nào thích thì xem mình, hoặc anh em nào cảm thấy là mình nói chuyện còn chưa hay hấp dẫn thì có thể comment phía dưới để cho mình cải thiện hơn đó. Kiểu mình cũng chả cần, mình chả có muốn toxic với ai hết đó, chả có cạnh tranh thị nạnh với ai hết anh em đó. Ok, và đây là một phát update vị tướng lên cung mệnh một anh em ơi, let's go. Yeah yeah. Thì ở đây này nó gọi là tiến bậc trong chiến thuật, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6. Thì anh em nào chơi Genshin hoặc là anh em nào chơi chơi Honkai Star Rail á thì nó có vậy, cái này gọi là cung bệnh á. Đó. Quá là ngon luôn anh em ơi. Let's go. Ok. Cái con này mình cũng chưa biết nó cho mặt set gì nữa, thôi cho mặt tạm set CDR tăng đi. Nói chung là mình cũng gọi là bình thường chứ cũng không gọi là xịn sò gì hết anh em ơi. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ update kỹ năng đi. Ok. Rồi, ok. Xong rồi đó. Xong rồi cái vụ update kỹ năng đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vô mình test một trận PvP nha anh em. Thì nói chung mình chỉ test ở ở chế độ thường thôi anh em ơi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test, mình sẽ thay con này nha. Oh sorry. À, mình sẽ thay vị tướng mới vào. Oh, quên mất. Mình chưa bỏ nó vào anh em ơi. Okay. Mình lưu nó lại đã. Rồi, ok. Rồi, khoan. Rồi, ok. Let's go. Chúng ta sẽ cùng test vị tướng nào nè. Này nào, ok anh em. Thì thực sự là game này được cái làm ngoại hình game, làm ngoại hình nhân vật rất đẹp, rất ấn tượng và rất bắt mắt anh em ạ. Mình cũng không nghĩ là với mình mà một tựa game mà nó làm cho mình ấn tượng về ngoại hình mà ấn tượng về cả tất cả mọi thứ. Quá là ngầu luôn. 10 điểm. Let's go. Ok anh em ha. Hơi cháy nha, nhưng mà tôi thấy nó hơi mỏng á nha. Tôi cảm giác là tướng này nó hơi mỏng. Tại vì thường á tăng, đây là theo thiên hướng là bị tướng tăng á mà xuất hiện đầu game á thì thông thường là nó cũng không mỏng đến mức này. Mà sao mà tôi cũng hơi ngạc nhiên nhẹ thôi. Ok, chúng ta sẽ test. Đây là đánh với những con boss bình thường nha. Đó, ok. Giờ mình sẽ đánh thử với lại team thức tỉnh nè. Thì cái này là chế độ gọi là chiến thuật, gọi là không có anh em chơi game mà nó thoải mái luôn anh em à. Đó. À, cũng có thể là mình không mặc cho nó bộ tăng cho nên anh nhìn nó hơi mỏng manh xíu. Nhưng mà ok không sao cả. Để mình thử xem nè. Cái khả năng nó lực tới đâu anh em ơi. Ok. Rồi lần đầu tiên cháy thanh long có trong mì tư. Trời ơi, tôi ngạc nhiên 10 điểm luôn anh em ơi. Ôi ơi, thật sự là bây giờ mình cũng còn rất là ngạc nhiên với cái việc gọi là may mắn như vậy luôn anh em. Em xem thử xem là nó có mạnh không. Thật sự là mình cũng không kỳ vọng mà nhiều lắm anh em ạ. Nói chung là ok được thì cũng ok thôi. Nói chung là được thì 10 điểm, mà không được thì cũng không sao hết. It's ok. Everything is ok. Ok. Ôi ôi. Bốc hơi thần trưởng rồi. Ây da. Gặp đúng cao tờ chứ. Không sao. It's ok. Trận này cũng có thể thắng được anh em à. Ok, không sao, it's ok, chẳng này được, chẳng này thắng được, chẳng này easy thắng mà. Ok, sao? Nói chung là, chơi game này tới cái tầm này, tôi nói thiệt anh em là tôi muốn thắng thua thì cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng là có cái chế độ PvP thực tế, thực chiến á, thì hoàn toàn là câu chuyện khác nha anh em. Tại vì câu chuyện đó là gọi là bây giờ anh em solo tay nhau rồi chứ, solo tay gọi là đỏ tay nhau kia lắm. Chơi game gọi là hấp dẫn cuốn rồi, nhất là ở chế độ đó đó anh em ạ. Ok, nói chung là mình thấy cũng tạm, cũng theo mình đánh giá thì nó cũng chưa có gì nổi bật hết. Nói chung là cũng trâu á, cũng gọi là lực đó, cũng gọi là chịu được, cũng gọi là
gọi sao ta, gọi là da nó có thể gọi là lì đòn, vua lì đòn được đó. Ok, bây giờ mình sẽ thử set tăng thử nha anh em. Ok, bây giờ mình thử cái set tăng cho em nó thử thử xem là nó có hiệu quả hơn không anh em à. Ok, set tăng thì mình cũng chưa update nhiều hết đó. Ok, này mình test thôi anh em à, cho nên là anh em sẽ thấy là nó gọi là để anh em xem được bộ skill rồi xem được cách chơi game này kia thôi, chứ thực sự là mà với mình là một vị tướng tăng mà 6 cost thì cũng gọi là ok, cũng gọi là mạnh á, cũng gọi là ok đó. Hoàn toàn là nó cũng không hề si pa chao đâu. Ôi cũng được tăng cũng được nha, nhưng mà cũng được, cũng gọi là tăng cũng ổn đó, cũng gọi là rất gì về này nọ đó anh em ơi. Ok, tôi thấy là tăng khá ổn, nhưng mà nếu như so với cái độ tăng của nó thì thấy nó hơi mỏng, cá nhân mình thấy nó hơi mỏng và chưa ấn tượng như những vị tướng tăng là kiểu thuần tăng, như kiểu như có những vị tướng thuần tăng khác nó khỏe hơn á, như kiểu Hudi, như kiểu những vị tướng khác thì mình đánh giá thì nó ok, nó gọi là xem tầm trung thôi. Ok, đó là mình test sơ qua, đó là một cái team và team lính, gọi là một cái gọi là độ quân hùng hổ, gọi là nó bắn cháy máy luôn đó. Ok, thì căn bản mình test sơ sơ thôi anh em à. Rồi ok, và tiết mục cuối cùng á, chắc chắn rồi anh em ơi, chắc chắn là đây là một trong tiết mục mà rất nhiều anh em đang mong đợi anh em à. Review skin anh em ơi, let's go. Ok, nhưng mà để mình xem nha. Ok, từ từ để mình xem lại cái đây mình sẽ dùng thử trong chế độ luyện tập cho anh em xem nha. Ok, đây là skin đi. Đó, anh thấy không? Ui, ngầu thế nhờ. Ui, quá là chảy luôn, quá là chảy sườn luôn anh em ơi. Ok, ulti nha. Ulti nè. Tôi mất được cái hoạt, tôi mất cái hoạt cảnh đầu tiên rồi. Ui da, đẹp quá. 10 điểm luôn á. Từ từ đã, để tôi xem là tôi không xem được cái hoạt cảnh đầu tiên ra. Để mình check thử nha. Để mình xíu nha. Rồi. Ok, từ từ để mình xíu. Hiệu ứng. Đó, anh em thấy không? Bộ kỹ năng rất là đẹp luôn. Rồi ghép đăng nhập. Ây da, hơi tiếc nhờ. Nhưng mà không sao. Nếu anh em nào mà thích bộ skin này thì nên săn bộ skin này. Tại vì thường là những bộ skin này nó có giới hạn nha anh em. Không phải là skin nào cũng không phải là, ví dụ đây là bộ skin, ví dụ là trong thông thường nha, trong cửa hàng đó nha, đó anh em nhìn nè, cửa hàng nó không thể bán luôn anh em ơi. Đó, bởi vì sao, đây là một trong những bộ dạng skin nổi bật ở đây mà. Đó, cho nên là skin nói chung là nó hiện tại nó tới tận 125 ngày. Nếu anh em bắt đầu chơi game cũng được, ok, gọi là một dịp để anh em săn skin này nọ này kia, ok, rất là ok luôn. Đó, ok, nói chung là mình end video tại đây nha, quá là may mắn luôn. Cảm ơn anh em đã đón xem hết video của mình. Nếu thấy hay để lại cho mình một like, một subscribe và cho mình một share, góp ý kiến cho mình để mình cải thiện thêm video từng ngày nha anh em. Ok anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.